là Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Nhật Quỳnh kính chào huynh Quát Tha Na, kính chào thằng Bường, mến chào Xích Rạng Đông, mến chào Xích Hoa Nguyệt, mến chào Xích Trần Đạo, kính chào cô Ái Minh, kính chào IQ em đó, kính chào Xích Sương Mai, mến chào Trang Thư, kính chào Hộ Trì Pháp, và kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho mình biết được tín hiệu. Kính chào Gina Vũ và mến chào Thi Lâm. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm vi ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Na đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Dạ, hôm nay con thấy được sư Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi. Dạ, sư có thời gian không bạch sư? Sư có thể cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 287 không bạch sư? Nếu sư có thể cầm mic được chứ, cho con một tín hiệu ạ. Dạ, sa thú đành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 287. Dạ, con kính nhân mic đến sư ạ. Kính đảnh lễ Nhật Đức Tăng, kính chào, mến chào toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn Kinh Pháp Cú chuyên đề. Để bắt đầu cho bài học hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại bài học kỳ trước. Bài học kỳ trước là câu kệ ngôn Pháp Cú số 287. Câu Pháp Cú kệ ngôn số 287 có nội dung như sau. Tăng Buddha Pasu Sang Matang Yasata Manasang Narang Sutangamang Maho Kowa Machu Adaya Gacchati. Người tâm ý đắm say, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi là ngủ. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sự chết tóm lấy và mang đi người nam ấy là kẻ đã bị say đắm. Đối với vợ, đối với con cái và gia súc, có tâm ý bị quyến luyến, tựa như cơn lũ lớn chộp lấy và cuốn đi ngôi làng đã ngủ say. Một lần nữa, câu kệ ngôn 287. Tăng Buddha Pasu Sang Matang Pyasata Manasana Rang Sutanga Mang Maho Khoa Machu Adaya Gacchati. Người tâm ý đắm say, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi là ngủ. Nam Mô Buddhaya. Và kính mời các quý vị đạo tràng chúng ta cùng tham gia để ôn lại bài của kỳ hôm trước, câu kệ ngôn Pháp Cú số 287. Và kính mời các quý vị. Nha chủ sư thú lần thôi là kính cảm ơn Đại Đức Tịnh Đạt. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Và bây giờ tự nhiên xin kệ câu Pháp Cú số 287. Và cảm ơn Quân Quát Thanh Á. Tăng Buddha
Người tắm say, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai say đắm thế gian, bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ, lũ trôi chẳng ngờ. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ. Cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á đã bắt bài. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Đăng Đông. Dạ, kính mời chị Đăng Đông. Sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, sư Pháp Tính, sư Tịnh Đà, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thammachari, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Khánh An. Con xin kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị chưa biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 287. Tăng bút ta ba su sầm mát tăng và xá ta ma na sằng ná răng su tăng ga măng má hồ khô quá mắt chú a đà giá cát trá tí. Tăng bút ta ba su sầm mát tăng và xá ta ma na sằng ná răng su tăng ga măng má hồ khô quá mắt chú a đà giá cát cha tí. Tăng bút ta ba su sầm mát tăng và xá ta ma na sằng ná rằng su tăng ga măng má hồ khô quá mắt chú a đà giá cát cha tí. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tăng bút ta ba su sầm mát tăng và xá ta ma na sầm ná răng su tăng ga măng má hồ khô quá mắt chú a đà gia cát cha tí. Những ai say đắm thế gian, bám con cái vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ, lũ trôi chẳng ngờ. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Sương Mai. Dạ, Sương Mai cảm ơn chị Rạng Đông. Con Sương Mai, Nam Mô Buddha Dạ, Nam Mô Thamma Dạ, Nam Mô Sangha Dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ. Sương Mai kính chào chư quý cận sự. Sư Ma xin đọc pháp cú 287. Tăng Bút Ta Ba Sằng Sút Mát Tăng Tăng Bút Ta Ba Su Sằng Mát Tăng Và Sát Ta Ma Ná Sằng Ná Răng Sút Tăng Gà Măng Má Hồ Gồ Quá Mắt Chú A Đa Giá Gắt Chá Tí. Tăng Bút Ta Ba Su Sằng Mát Tăng Và Sát Ta Ma Ná Sằng Ná Răng Sút tăng gà măng má hồ gồ quá mắt chú a đa giá gắt cha tiết.
tăng bút ta ba su sam ma tăng ya sa ta ma na sang na răng su tăng ga măng ma khô gô qua mắt chú a đa và gắt chát ti tăng bút ta ba su sam ma tăng ya sa ta ma na sang na răng su tăng ga măng ma khô gô qua mắt chú a đa và gắt chát ti sự người tâm ý đắm sai con cái và súc vật tử thần bắt người ấy như lục trôi hạ ngũ bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu. Những ai say đắm thế gian bám vào con cái vào đàn vật nuôi sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ. Dạ kính mời Ái Minh ạ. Kính mời. Dạ, sa thứ lành thay, cảm ơn chị Sương Mai. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Thanh Mai Giá, Nam mô Sơn Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ thường tòa minh hành đầy đức Pháp tính, đầy đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Thanh Mai Chari, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thánh An. Dạ, ấy mình kính chào quý anh chị, con tri ân cô Tuệ Duyên, cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn chị Trần Đạo, cảm ơn Vinh Trưởng. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 287. Tăng bút ta ba su sầm ma tầng, vì gia sát ta ma na sầng na rằng, su tàng gà măng ma hồ phù quá ma chú à đà gia gá cha tí. Tăng bút ta ba su sầm ma tầng, Ya sát ta ma na sang na rằng su tang ga mang ma hu hu wa ma chu a da ya ga cha ti tang bu ta ba su sam ma tang ya sát ta ma na sang na rằng su tang ga mang ma hu hu wa ma chu a da ya ga cha ti. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tăng bưu ta ba su sam ma tăng, vì gia sa ta ma na sam na rằng, su tăng ga măng ma hô phu qua, ma chú a đa gia ga cha tì. Tăng bưu ta ba su sam ma tăng, gia sa ta ma na sam na rằng, sư tăng ga măng ma hồ phù quá ma chú a đà gia gá cha tí. Những ai say đắm thế gian bám vào con cái vào đàn vật nuôi sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ của thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em mời kính mời chị Trần Đạo tiếp theo ạ. Dạ, cảm ơn sư tăng nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Thầy đó. Con kính lãnh lễ thần tượng minh hạnh đại đức Pháp tính, đại đức Tịnh Đạt. Cho con đức tăng kính lễ cô tu nữ Sa Ma Cha Rí, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Xin chào quý anh chị Hòa Tràng, cảm ơn chị Đặng Long. Sư Thánh Minh cho ít hiệu nghe rõ, con xin kể câu kinh pháp cú số 287 ạ. Ta ba su sam ma tăng ya sa ta ma na sang na lang su tăng ga mang ma hu wa mắt chú a tha ya gat cha ti tam bu ta ba su sam ma tăng ya sa ta ma na sang na lang sự tăng ga măng mà hô hô quá mắt chú a đa và gắt cha tì. Người tâm ý đắm sai con cái và xuất vật tử thần bắt người ấy như lục cơ là ngủ, đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
tam bát ta ta ba su sát su sang mát tăng gia sát ta ma na sang na răng su tăng ga măng ma ho đô wa mắc chú a đa và gắt cha tì. Những ai say đắm thế gian bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như là mê ngủ người coi chẳng ngờ. Đó là khổ cơ của hòa thượng với đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ cảm ơn huynh Quá Thanh Na mất bài. Kính mời chị Tĩnh Vân. Dạ sa thú sa thú, kính cảm ơn sư Trần Đạo. Nam mô Bất Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sông Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thường thọ minh hành đại đức Pháp Tính, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 287. Tăng Phút Ta Pá Xú Săn Mát Tăng Gia Sát Ta Má Ná Săn Ná Răng Xút Tăng Gia Măng Má Hồ Vô Quá Mát Chu A Đa Giá Gáp Chá Tí. Tăng Phút Ta Pá Xú Săn Mát Tăng Gia Sát Ta Má Ná Săng Ná Răng Xuất Tăng Ga Măng Má Hồ Vô Quá Mát Chù A Đa Giá Gáp Chá Tí. Tăng Phút Tá Tá Xú Săng Mát Tăng Gia Sáp Tá Má Ná Săng Ná Răng Xuất Tăng Ga Măng Má Hồ Vô Quá Mát Chù A Đa Giá Gáp Chá Tí. Người tâm ý đấm sai con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục roi làng ngủ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai sai đấm thế gian bám vào con cái, vào đàn hoặc nuôi, sự chết cuốn theo người. Sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Nhân đã ôn bài xong. Và kính mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á. Dạ, sa thu lành thầy kính đã. Cảm ơn xin ta cảm ơn. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 287. Cảm ơn sĩ Rạng Đông và cô tu nữ Tề Duyên cho biết nghe rồi. Tăng Phụ Ta Pa Su Sa Ma Tăng Bia Sa Ta Ma Na Sang Na Răng Su Tăng Gia Măng Ma Hô Khô Va Mạc Chúa Đa Gia Gắc Cha Ti. Tăng Phụ Ta Pa Su Sa Ma Tăng Biasa mana sang narang sutang gamang maho khova mak chua daya gak chati. Tang putta pasu samatang biasa ta mana sang narang sutang gamang maho khova mak chua daya gak chati. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lụt trôi làng ngủ. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Những ai say đắm thế gian bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nhà Nam Mô Phật Tha Giá, con xin được xuống mic. Nhà kính mời Sít Ta Nhật Huỳnh, còn mỗi xít thôi. Kính mời xít nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, xích Răng Đông, cha Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Huỳnh,
Kính lạy quý bà, quý cô tu nữ Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ông bài câu pháp của kinh số 287. Dạ, cảm ơn Minh Vát Thanh Á cho bài học. Dạ, cảm ơn Sích Hoàng Nguyệt. Dạ, kính cảm ơn tất cả đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tăng Bút Ta Pa Su Sam Mát Tăng Bê Gia Sát Ta Ma Na Sang Na Răng Sụt Tăng Gà Măng Ma Hồ Khô Vá Mát Chú A Đa Gia Gát Chá Tí. Tăng Bút Ta Pa Su Sam Mát Tăng Bê Gia Sát Ta Ma Na Sang Na Răng Sụt Tăng Gà Măng Ma Hồ Khô Vá Mát Chú A Đa Gia Gát Chá Tí. Người thâm ý đắm sai con cái và súc vật, tự thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Tăng Bút Ta Ba Sư Sang Ma Tăng Giá Sát Ta Ma Na Sang Na Răng Sụt Tăng Ga Măng Mà Hô Khô Qua Mà Chú A Đa Và Gạch Chá Ti. Tăng Bụt Ta Ba Sù Săn Tăng Bụt Ta Ba Sù Săn Ma Tăng Bơ Gia Sát Ta Bơ Gia Sát Ta Gia Sát Ta Ma Na Săn Na Răng Sù Tăng Ga Măng Mà Hô Gô Qua Mạch Chú A Đa Và Gạch Chá Ti. Tăng Bụt Ta Ba Sù Săm Ma Tăng Bê Gia Sát Ta Ma Na Săn Na Răng Sù Tăng Ga Măng Mà Hô Gô Qua Mạch Chú A Đa Và Gạch Chá Ti. Những ai say đắm thế gian bám vào con cái, vào đàn vật nuôi, sự chết cũng cuốn theo người như làng mê ngủ lũ trôi chẳng ngờ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Con bữa nay có một chút vấn đề sức khỏe nên cái đầu con nó lu bu quá. Sa thú nhầm có cô tu nữ tuệ duyên trước máy, cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Cô nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à? Mời cô nhang để cho Nhật Quỳnh tri ân đạo tràng xong rồi mời cô thỉnh pháp sư ạ. Sa thú kính cảm ơn Minh Vát Tha Na, cảm ơn Xích Trần Đạo, cô Ái Minh, Xích Sương Mai, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Bây giờ thì đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Mời cô Tư Duyên cùng thỉnh đại đức Tịnh Đạt để thuyết giảng bài học ngày hôm nay, ca khúc cúng kinh số 288. Kính mời cô ạ. Sa thú sư thú lần hai. Cảm ơn. Không biết đạo tràng có nghe âm thanh cô Tự Yên rõ không ạ? Tại vì ở đây đang trời mưa. Cảm ơn Nhật Quỳnh và Sức Hành Đông. Nam mô Bút Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Và bây giờ là giờ cung thỉnh pháp sư. Kính mời đạo tràng cùng Tự Yên cung thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn ngàn như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lốn đắng nhờ ánh sáng,
trái hoa lành rải tàn mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoảng, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết mở đạo giải đời, nhắm vượt cả ngày dời chân sang. Thiết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được em hướng vị hữu dư niệm. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ấm phổ cập, đám mưa lành rơi thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, hình ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Tự nhiên đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư vừa xong. Giờ con thành kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Và kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt. Dạ, đã thấy tín hiệu của đại đức. Dạ, Nam Thầy Dạ, Nam Thầm Mai Dạ, Nam Mô Sang Khá Sang Khai Dạ. Một lần nữa Tịnh Đạt xin kính lễ chư đại đức tăng và mến chào toàn thể đạo tràng hiện diện trong diễn đàn kinh Pháp Cú chuyên đề có hôm nay. Và bài học tối hôm nay chúng ta sẽ học là câu kệ ngôn Pháp Cú số 288. Trước đầu cái buổi học cung thỉnh chư tăng và mến chào quý vị đến tịnh làm lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadhemi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sangkhang Namami. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 288 trên 423 câu lập tối hôm nay có nội dung như sau. Na Santi Buddha Tanaya Na bi ta na bi pan tha wa an ta ke na thi pan na sa na thi nya ti su ta na ta na santi buddha ta na ya na bi ta na bi pan tha wa an ta ke na thi pan na sa Na thi nhà ti su ta na ta. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quý
về việc bảo vệ thì không phải là những người con trai hay là con cái, không phải là những người cha, cũng không phải là các quyến thuộc. Đối với người đã bị chế ngự bởi cái chết thì không có sự bảo vệ của những người thân nhân. Và như thường lệ, chúng ta sẽ điểm qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 288 này. Dạ, câu thứ nhất đó là Na Santi Buddha Tanaya. Na nghĩa là không. Santi nghĩa là Buddha là đứa con hoặc là con trai. Tanaya liên quan hay là nói đến sự che chở. Câu thứ hai, Na bi ta na bi ban tha wa. Na nghĩa là không, thể phủ định. Bi ta là người cha. Na bi kết hợp giữa hai từ là na và api. Ná nghĩa là không, api cũng. Panthawa nghĩa là bà con quyến thuộc. Và chúng ta đi vào câu thứ ba, đó là Antakenathibannasa. Được ghép từ Antake, Antaka và Athibanna. Antakena bởi cái chết, bởi cái chết. Athipanna, Athipannasa hay là Athipanna người đã bị chế ngự. Người đã bị chế ngự. Và câu cuối cùng đó là Natthi Nyati Tanata. Natthi Nyati Su Tanata. Natthi nghĩa là không có. Nha ti su, từ gốc nó là nha tí, từ nam tính của người Ý. Ở những người thân nhân. À, cái từ này chúng ta gặp, thường gặp trong cái câu ý đằng nô nhá tí đằng hôn tú su khí tao tù nhà ta vô. Nếu đọc rõ thì là ý đằng nô nhà tí năng
từ nha ti năng, nó đồng với cái từ nha, xuất phát từ từ nha tí. Nha ta vô cũng là chia cách của cái từ nha tí. Ở những người bà con. Ta ná ta. Ta ná ta danh từ nữ tính vị ngữ A là có sự che chở. Hay là có sự bảo vệ. Yeah. Như vậy chúng ta đã điểm sơ qua về phần ngữ vựng của câu kinh Pháp Cú số 288. Một lần nữa, câu Pháp Cú số 288 có nội dung như sau. Na santi buddha tanaya na pita na pi panthawa antakena ti pannasa na tiyati sutanata. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học liên quan đến câu Pháp Cú kệ ngôn số 288 và duyên sự cũng như là ý nghĩa câu Pháp Cú kệ ngôn số 288, đồng thời cũng là duyên sự tích chuyện liên quan đến một cô thiếu nữ tên là Patachara mà chúng ta đã được học ở trong kệ ngôn Pháp Cú số 113. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 288 này, cũng như là câu kệ ngôn Pháp Cú số 289, là hai câu kệ ngôn liên tiếp được Đức Phật Ngài thuyết khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên Chitavana, đề cập đến một nàng tên là Patachara. Và cái duyên sự này đã được đề cập đến câu trong câu kệ ngôn Pháp Cú 113 trong phẩm ngàn. Ở đây Tịnh Đạt xin nhắc lại để cho cái bài học chúng ta có cái được cái sự đầy đủ về cái duyên sự của nhóm hai câu kệ ngũ 288 và 289. Thưa quý vị, là nàng Patachara thọ sanh thời đó. Nàng rất là một cái người có đại phước, nhưng cuộc đời nàng á thì là một cuộc đời rất là oái oăm. Nàng có một cái cuộc tình rất là đau khổ. Nàng trải qua một cái sự việc mà có thể nói rằng đau khổ cùng cực, đến độ cái chuyện đau khổ đó khiến cho nàng không còn có thể bình tĩnh và đã hoa điên. Thì sự tình nó như thế này, khi nàng là một người con gái được sinh ra trong một cái gia đình giàu có, và ba mẹ của nàng á thì luôn lo lắng đứa con gái khi lớn lên sẽ gả cho ai, và luôn tìm những cái gia đình xứng đáng để mà gả nàng đi, bằng cách bảo vệ nàng
ở tường cao kính cổng, nhưng nàng đã âm thầm có một cuộc tình ngang trái với là một người đầy tớ phục vụ ở trong gia đình. Thì đến ngày ba mẹ nàng tìm được một cái gia đình môn đăng hộ đối để mà gả nàng đi, nàng đã bàn bạc với tình nhân của nàng Patachara cùng nhau bỏ trốn khỏi nhà để mà vun đắp cái cuộc tình ngang trái đó. Hai người đã bỏ xứ, bỏ kinh thành, đi vào một cái nơi vùng quê hẻo lánh, cách xa gia đình. Và ở tại nơi đó, hai người đã vun đắp mối tình và cố gắng để mà làm lụng sinh nhai. Và đến ngày mối tình ngang trái đó đơm hoa kết trái, nàng Bhattacharya muốn xin người chồng trở về quê nhà, trở về gia đình cha mẹ ruột để mà khai hoa nở nhị đứa con đầu lòng. Nhưng chàng thì không có muốn nàng trở về gia đình, bởi vì cái sự nỗi lo sợ canh cánh bên lòng là mình là một người thầy tớ và đã người mang tội cám dỗ con gái của cái người thương buôn giàu có trốn đi khỏi nhà, và sợ khi trở về thì bị bắt, bị hình phạt, có thể dẫn đến thiệt hại tới tính mạng. Cho nên người chồng thì nặng nặc là không có chịu để cho nàng Bhattacharya trở về với gia đình cha mẹ ruột. Nhưng cái sự nài nỉ của nàng Bhattacharya cũng không làm siêu lòng được người chồng của mình và quyết định âm thầm trở về một mình. Và khi chàng người chồng phát hiện đó thì lập tức đuổi theo, và trên đoạn đường trở về lại cái ngôi nhà cha mẹ ruột đó, thì nàng Bhattacharya đã sinh nở và nghĩ rằng cũng không còn lý do gì để mà tiếp tục cái hành trình. Thế là hai vợ chồng cùng với lại đứa con đầu lòng đã trở về cái vùng quê để tiếp tục cái cuộc sống. Tưởng chừng cái cuộc sống của hai vợ chồng với một cái mối tình và một mụ con hạnh phúc viên mãn, dám chấp nhận đối diện với cuộc sống khó khăn, khước từ cái sự giàu có, sự chăm sóc trong vòng tay yêu mến của ba mẹ, và đã có được một đứa con đầu lòng. Thì đến đứa con thứ hai, chuyện cũng xảy ra tương tự, và chàng nhất quyết là không có cho nàng Bhattacharya đi về cha mẹ ruột để sanh nở. Thì lần thứ hai này, nàng tiếp tục giấu người chồng mà lên đường cùng với đứa con đầu lòng của mình và một đứa thai nhi đang chuyển dạ. Và lần này người chồng cố gắng đuổi theo, và trên đường đã gặp lại người vợ của mình, và hai vợ chồng chịu một cái cơn bão tố ở trên giữa đường đó, một cái cơn mưa bất chợt rất là lớn, thì không thể nào tiếp tục
cuộc hành trình và cũng không thể nào quay lại cái vùng quê. Cho nên người chồng đã đi tìm những cái cành lá cây để mà che chắn, để mà làm một cái túp lều tạm, tránh được cái cơn bão. Thì trong cái lúc túp lều tạm đó, nàng Bhattacharya đã hạ sinh thêm một người con nữa. Trong đêm bão tố như vậy, người chồng đi tìm cây cối để mà dựng tạm một cái túp lều, thì bị một con rắn độc cắn chàng và làm cho chàng không thể gặp lại người vợ cũng như là đứa con thứ hai của mình. Nàng sáng sớm hôm sau đi tìm, tay thì dắt đứa nhỏ đầu lòng, tay thì ôm đứa con sơ sinh, và gặp xác chồng của mình nằm cạnh cái gốc cây đã khô cứng từ đêm hôm qua. Nỗi đau mất chồng và một người phụ nữ vừa mới sinh con, nhưng với cái sự kiên quyết bao dung của người mẹ đã cố gắng hết sức để mà tiếp tục hành trình trở về cha mẹ ruột để nương nhờ. Do mưa tố bão bùng làm cho con sông nước lũ đầy tràn, nàng không thể nào với sức lực của một người phụ nữ mới sinh con có thể vượt qua một cách dễ dàng. Nàng tìm cách bế đứa con sơ sinh qua bên bờ kia sông và ý muốn là quay trở lại bế đứa con lớn của mình lần lượt như vậy. Nhưng khi đi đến nửa giữa đoạn sông, một bên là một đứa trẻ sơ sinh đã bế qua, một bên đó là đứa con trai chuẩn bị dẫn qua, thì bất ngờ thình lình trên bầu trời có một con diều hâu đang đi săn mồi và đã săn một miếng mồi, đó là đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn. Nàng Bhattacharya dùng hết sức bình sinh để la hét cũng như là xua đuổi con chim đang săn mồi. Và với cái hình ảnh và cái âm thanh đó, đứa con lớn của mình ở bên kia sông tưởng chừng mẹ mình đang vẫy gọi mình hãy tự đi qua, và đã bước xuống dòng sông bị lũ cuốn trôi. Nàng bất lực nhìn đứa con bị diều hâu gấp đi với cái móng vuốt sắc bén, và đứa con trai bên kia sông thì nước lũ cuốn trôi. Nàng tưởng chừng không thể nào trụ vững, nhưng cũng tiếp tục còn một tia hy vọng về nương nhờ bên cha mẹ ruột. Thì khi về đến quê nhà đó, về đến thành Savatthi của cha mẹ ruột, nàng mới hỏi thăm. Thì những người xung quanh họ mới kể, do cái trận bão lớn đêm hôm qua đã làm cho một cái ngôi nhà, một cái gia đình không còn ai sống sót. Và cái gia đình đó chính là gia đình cha mẹ ruột và người thân của nàng Bhattacharya. Đến lúc này thì không còn cái nỗi đau nào. Nàng như chết điếng và đã hóa điên, xé rách quần áo, y phục và la hét.
khắp thành phố. Và câu chuyện đến đây nếu như một người bình thường thì không còn cách nào để mà cứu chữa, bởi vì cái nỗi đau tâm hồn không có cách nào, thuốc nào có thể cứu chữa được. Nhưng do cái sự ba la mật cũng như là cái sự huân tập về cái thiện pháp của nàng trong quá khứ đã dày dặn, đã chín mùi, cho nên nàng có túc duyên để mà gặp Phật pháp, cũng như là có túc duyên để mà lắng nghe chánh pháp, thấu hiểu chánh pháp, khiến cho nàng chạy đến cổng chùa Kỳ Viên. Thì lúc đó nhiều người đã ngăn cản không cho cái bà điên với cái hình tướng trần truồng chạy vào cái công viên chùa. Nhưng đối với Đức Phật là một quý vị thấu hiểu rõ nhân quả quá khứ, hiện tại, vị lai, nhìn thấu rõ căn cơ và phước báo ba la mật, cũng như là cái túc duyên quá khứ của nàng Bhattacharya, Đức Phật Ngài đã từ tốn chấp nhận và cho nàng chạy vào chùa. Khi đó Đức Phật Ngài đã lên tiếng: này nàng kia, hãy trấn tĩnh lại. Này nàng kia, hãy trấn tĩnh lại. Với cái oai lực của một vị chánh đẳng chánh giác, với cái từ tâm đã rung động và trấn tĩnh lại, thì lúc đó có một anh thiện nam đã cho nàng mượn một cái áo choàng để mà có thể kín đáo đến gần hầu chuyện với Đức Phật. Đức Phật Ngài đã rất là kiên nhẫn để mà lắng nghe cái câu chuyện mà nàng thuật lại cái quá trình và cái lý do tại sao nàng có mặt tại đây. Và sau khi nghe được cái câu chuyện đau thương, thương tâm của nàng như vậy, thì đối với một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài có cách để mà Ngài trấn an, cũng như là cách để mà Ngài sát tấn. Ngài lựa một cái đề pháp sau khi đã trấn an cho nàng Bhattacharya được bình tâm. Nàng đã ngài Đức Phật Ngài đã thuyết một cái thời pháp cho tâm ý của nàng được trở nên trong sáng. Đức Phật Ngài đã nói với nàng Bhattacharya về cái sự vô thường cái sự đau khổ của thế gian, bốn bể chứa chỉ một phần nước so sánh với giọt lệ mà chúng sanh đã nhỏ xuống, thống khổ vì muộn phiền, rối rắm vì đau khổ. Vì sao nàng kia vẫn còn chưa chịu tỉnh thức? Và sao cái câu pháp mà Đức Phật Ngài dùng để trấn an nàng Bhattacharya, nàng đã sẵn sàng với tâm tư bình thản để lắng nghe tiếp tục cái thời pháp. Lúc đó Đức Phật Ngài đã nói lên hai cái câu kệ mà chúng ta đang học và sẽ học, đó là câu kệ 288 và 289. Không con cái nương tựa, không cha, không thân bằng quyến thuộc, vĩ tử thần đã cướp mất, bà con không ai cho chỗ ngủ.
Khi đã liễu ngộ việc này, người khôn ngoan khéo gìn giữ đạo hạnh, tức thời khai mở con đường dẫn đến Niết Bàn. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến Niết Bàn. Và đến đây, nàng với cái sự hoan hỷ trong cái lời dạy của Đức Phật, với cái sự thấu hiểu cái đề pháp mà Đức Phật ngài nhắc đến về lẽ vô thường, nàng đã chứng đắc được quả nhập luân đạo hoàng đạo, đạo hoàng quả, là một kết quả tối thượng, cao thượng, dứt trừ được sự phiền não, sự đau khổ. Và cái sự, đối với cái sự quan hỷ đó, nàng đã xin Đức Phật được gia nhập vào Niết Bàn, vào trong giáo pháp, là người xuất gia, và Đức Phật này đã chấp nhận. Liên quan đến câu 113, thì sau khi đã xuất gia vào trong Niết Bàn, vị Tỳ kheo ni Pattachara đã cố công tu tập tinh tấn để mà thực hành giáo pháp, nhưng nàng cũng chưa có thành tựu được cái đạo hạnh của mình. Cho đến một lần nọ, thì qua cái hình ảnh nước chảy về nguồn, có những cái vùng đất thấp, đất mềm, nước khi mà chảy qua liền thấm xuống. Nhưng có những cái đất nước chảy qua, chảy dài hơn và bắt đầu mới thấm xuống. Và có những cái mặt đất khác, nước chảy qua xa hơn rồi mới thấm xuống. Nàng liền, Tỳ kheo ni Pattachara liền dùng cái hình ảnh đó để mà quán tưởng về cái sự vô thường, tạm bợ của cái cuộc sống này. Tỳ kheo ni Pattachara suy nghĩ rằng cuộc sống của con người thật là tạm bợ. Có những người mất đi sự sống từ lúc còn thơ dại, và cũng có nhiều người bị chết đi trong cái tuổi xuân thì, và cũng có nhiều người mất đi trong cái độ tuổi lão niên, giống như là những đứa con của nàng, người chồng của nàng và ba mẹ ruột của nàng. Và khi đó Đức Phật ngài đã xuất hiện để mà hỗ trợ cho nàng Pattachara bằng một cái bài kệ ngôn số 113 trên 433 câu Pháp Cú Kinh. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Và do cái sự hỗ trợ đúng lúc, đúng thời và đúng được tâm tư của Tỳ kheo ni Pattachara, Tỳ kheo ni Pattachara đã chứng được đạo A-la-hán và cùng với các thần thông. Đó là duyên sự cũng như là tích truyện liên quan đến câu nhóm câu kệ ngôn pháp cú số 288 và 289, cũng như liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú số 113 tục phẩm ngàn mà chúng ta đã được học. Duyên về một nàng tên là Pattachara. Nàng Pattachara sau khi xuất gia
trở thành một vị ly. Và sau khi chứng được thánh đạo thánh quả A-la-hán, được Đức Phật Ngài đã khen ngợi về một cái nữ tu, một cái tỳ kheo ni xuất gia đặc hạnh về cái sự giữ giới. Ở trong phần Therigatha, trưởng lão Ni kể đó, có nhắc đến những cái câu kệ ngôn nhắc đến bà Tỳ Kheo Ni Pattachara. Ví dụ một điển hình về nàng Pattachara được thuật lại bởi một cái tỳ kheo ni tên là Chanda. Vì lòng bi mẫn với tôi, bà Pattachara đã cho tôi xuất gia, bà cho tôi lời khuyến cáo và hối thúc tôi vào mục đích giác ngộ. Nghe được lời của bà, tôi theo lời chỉ dẫn, lời khuyến cáo của bà đã không uổng tâm sức. Tôi không còn vướng mắc và ưu trượt của ba kiến thức, cũng như là lời sắc tấn đối với Tỳ Kheo Ni Uttara, vân vân. Với cái hạnh của mình, Đức Phật Ngài đã tán thán Tỳ Kheo Ni Pattachara có sự lỗi lạc về giới luật Etadakkan Bhikkhuni Nang Vinayattharanang. Qua câu kệ ngôn pháp cú số 288 này thì Tịnh Đà xin trích dẫn cái tích truyện và duyên sự, và trong cái tích truyện duyên sự này chúng ta cũng có những cái bài học, không phải chỉ riêng cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này không. Thứ nhất đó là cái cách mà Đức Phật Ngài đã sắp tấn chia sẻ đối với cái người bất hạnh như nàng Pattachara. Nàng đã trong một ngày một đêm mất người thân quyến thuộc, mất con, mất chồng, mất ba mẹ ruột, mất người thân. Đối với chúng ta, nếu trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ rất là bối rối, không biết làm cách nào để mà có thể trấn an được một cái người có cái tâm lý đang bị đau khổ cùng cực như vậy. Ở bên xứ đạo Sri Lanka thì trong cái ngày tang lễ, thưa quý vị, thường là chư tăng đến không có tụng kinh nhiều như ở một số nơi. Tịnh Đạt có đi một số tang lễ ở xứ đạo Sri Lanka thì để ý thấy rằng chư tăng, những cái vị trưởng lão khi mà đến liền cùng chư tăng tụng một cái câu kệ về cái sự vô thường, Anicca Vatasankhara. Sau cái câu kệ về cái sự vô thường tạm bỡ ba lần thì chư tăng giữ im lặng, và một cái vị trưởng lão hay là một cái vị đại diện cho chư tăng sẽ thuyết một cái thời pháp ngắn tầm khoảng 30 phút để có cái sự nhắc nhở, trấn an và sắp tấn cho những người con, những người cháu, những cái người còn lại ở trong quyến thuộc. Và quý vị biết thì ngay cả cái người xứ đạo là người sanh ra đã bén duyên với Phật Pháp từ trong bụng mẹ, họ hiểu đạo rất là nhiều, họ học đạo rất là
là nhiều, nhưng đối diện với cái sự mất mát của người thân, nhất là những người thân gần gũi, ông bà cha mẹ, thì có nhiều gia đình họ cũng không kìm được cái nỗi đau đó. Với cái nỗi đau thương đó, họ đã la hét, gào thét và khóc lóc rất là nhiều. Nhưng một cái điều đó là sau cái thời kinh quán tưởng về cái sự vô thường và cái thời pháp sắp tấn khích lệ, làm cho cái hội chúng nơi đó bị được trấn an, và cái niềm đau thương đó đã vơi bớt trên khuôn mặt của họ, nước mắt từng chảy. Phải nói rằng Phật pháp đã soi dịu được cái nỗi đau. Nỗi đau tâm hồn, nỗi đau về cái khổ luân hồi. Mà nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta không có để ý. Đôi khi chúng ta đối diện với cái sinh kế, cơm ăn, tìm cái việc mà sinh sống, và chúng ta đối diện với cái sự phiền não luân hồi, và chúng ta không có từ khước những cái điều có thể dẫn đến khổ đau để mà chúng ta tìm cái cách sinh kế. Nhưng khi đối diện với cái vô thường hay là cái niềm đau đổi khổ của sự luân hồi đó, thì chúng ta sẽ không có cầm lòng được. Đó là do bình thường chúng ta không có thường xuyên quán tưởng hay là quán niệm về cái chết hay là cái sự thật của cuộc đời. Đối với người tu Phật, đối diện với những cái sự mất mát đau thương đó, chúng ta bình thản không có nghĩa là chúng ta vô tâm, mà là do chúng ta đã thường xuyên và chúng ta đã hiểu được cái bản chất của cuộc đời. Cho nên quý vị mà thấy gia đình những cái người con cái mà không có khóc lóc đau thương khi mà thân bằng quyến thuộc mà mất á, thì chúng ta đừng có khoan hay đánh giá là cái người đó là vô tâm bất hiếu. Mà thường đôi khi những người đó là những cái người rất là cứng rắn và những cái người có cái sự trải nghiệm rất là sâu sắc ở trong cái sự hiểu về cuộc đời, mặc dù người đó có tu Phật hay không. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Tại vì chúng ta có mặt ở trên đời này thì chắc chắn chúng ta sẽ đối diện với cái sanh lão bệnh tử. Và ngay cái bản thân mình đối diện với sanh lão bệnh tử, chúng ta rất là hoảng hốt. Đối diện với sanh lão bệnh tử của người thân, của những người bà con xa hay là trong láng giềng, chúng ta không có hoảng sợ, không có thương tiếc nhiều hơn như là chúng ta đối diện với người thân kề cận. Đó là lý do tại sao. Bởi vì nói đơn giản là do cái sự tiếp xúc, tình cảm, quyến luyến. Ở trong Phật Pháp gọi đó là cái sự ái luyến, cái sự tham ái. Chúng ta chưa có khả năng để mà cắt đứt cái sự dính mắc đó. Nhưng chúng ta có cái cách mà Đức Phật Ngài dạy, đó là quán tưởng thường xuyên về cái sự chết, về cái sự thật cuộc đời. Và cái cách này khi giúp cho chúng ta, khi mà đối diện đó, chúng ta rất là bình thản. Đôi khi đó là những cái cảnh mà khuyến tu. Thực sự, cái sự mà Chư Tăng đi tụng kinh Đám Ma hay là quý vị mà dự những cái đám tang đó, đó thật sự là những cái cảnh rất tốt cho cái tâm tu của mình.
để chúng ta có cái dịp mà chúng ta nhìn lại cái cuộc đời, cái sự thật cuộc đời, chúng ta ôn lại một cái bài học sanh tử luân hồi. Và khi đó, sau khi thuần thục về cái pháp môn, về cái cách tư duy, về cái cách suy nghĩ, về cái sự thật cuộc đời rồi đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ, sẽ dễ dàng chấp nhận. Đối với thành tựu đạo quả cũng không có gì khác hơn, đó là cái sự buông bỏ, cái sự dứt bỏ về những cái phiền não. Chứ không phải là chúng ta đọc thấy là những cái vị thành tựu đạo quả đó là đạt được, có được một cái phép màu, mà là cái sự buông bỏ, dứt hẳn, dứt trừ những cái phiền não đó. À, chúng ta thì chưa có khả năng thì chúng ta tập. Người thường thì khi gặp đám tang ở ngoài đường hay là trên con đường mà mình đi làm thì cho đó là cái sự xui rủi. Nhưng đối với cái người mà có cái sự suy tư chính chắn, đó là những cái điều mà thì giúp cho chúng ta một lần nữa nhìn lại cái sự thật của cuộc đời, cái bài học về sanh tử luân hồi. Thì qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 288, đặc biệt là cái duyên sự của nàng Bhattacharya, một cái duyên sự có kết cuộc tốt đẹp, có một cái mình chúng ta gọi là có hậu trong cái tích truyện này, mặc dù là trong cái quá trình diễn ra thì nàng Bhattacharya đã chịu không ít những cái nỗi đau, cái sự mất mát. Nhưng mà do cái túc duyên quá khứ, nàng đã gặp được Đức Thế Tôn, Đức Phật là một cái lương y, một cái thầy thuốc của tam thế, của thế gian. Ngài đã trị lành các cái căn bệnh phiền não của chúng sanh, và Ngài đã giúp được nàng Bhattacharya vượt qua được cái nỗi đau, mất mát và tìm lại chính mình. Một lần nữa thì Tịnh Đàn xin kết thúc cái bài chia sẻ ở nơi đây, và mong rằng qua cái sự chia sẻ này có thể giúp ích được cho quý vị trong quá trình chúng ta trao dồi và học hỏi về Phật Pháp. Cuối cùng, Tịnh Đàn xin nguyện cầu phước báo hồng ân tâm bảo gia hộ cho chư tăng và quý vị có được cái sức khỏe an khang và có cái sự tinh tấn trong cái việc học đạo học pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời chị MC cô Cẩm Vân trở lại với giáo với đạo tràng. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Và sa thú chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học Pháp Cú số 288 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakhan to sabba de vata sabba buddha na hoa vena sada sati go van tu te. Bhagavato sabba mangalang rakhan to sabba de vata sabba dhamma na hoa vena sada sati go van tu te. Bhagavato sabba mangalang rakhan to sabba de vata sabba sangha na hoa vena sada sati go van tu te. Tất cả phương ban có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân. Thường còn tọ minh hạnh, đại đức pháp tính, đại đức tình đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng tổng dân hồi hướng. Gia đề quá ta sân ti vi ha ra hoa si ni thủ về ga rê mô ri ga rê ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bù chi ta so thiên ca ron tê thang vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na hoa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sappana puta sukita pawantu te Chala mu cha ye pi cha an da tham pa wa Sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ka Ni ya ni kang tham ma wa sang pa tit cha te Sappe pi dukha sa kha ron tu sang kha yang Tha tu chi rang sa tang tham mô Thamma thara cha bút ga la Sang phô hô tu sa mắc vô vá A tha ya cha hi ta ya cha Am hê ra thanh tu sắc thẩm mô Sa pê bi thamma cha ri nô Vút thêm sâm phá vô ni ya ma Thamma ri ya ba huê di tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào đúng nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, tổng dân xin xuống nước.